Trường Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trường Thắng xin được đến với quý khán giả trong một chương trình phỏng vấn đặc biệt với ứng cử viên địa hạt 45 tại miền Nam California, đó là ứng cử viên Jay Chang. Ông Jay Chang kính thưa quý giả là một thiếu tá lực lượng dự bị hải quân Hoa Kỳ phục vụ trong quân đội hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay Trường Thắng mời ông Jay Chang đến đây để thưa chuyện cùng với quý khán giả đặc biệt là cử tri ở trong khu vực 45 nơi mà chúng ta có rất nhiều cử tri của người Việt đang sinh sống tại đây Wow. Welcome to the show, Jay Chen. Thank you, Mr. Thang. Um, it's great to be here with SBTN. My name is Jay Chen. My Vietnamese name is Jung um, Yoi Phi. And I'm a lieutenant commander in the US Navy Reserves uh, with 7th Fleet. I'm a community college board member, small business owner, father to two little boys. And I am the proud son of immigrants from Taiwan. I grew up in Southern California, went to local public schools, got a scholarship uh, to study at Harvard University. And then after college, I worked in management consulting for a consulting firm that helped to advise Fortune 500 companies. And then started my own real estate business here in Southern California. And uh, got elected to the school board for Hacienda La Puente Unified, the community college board. And for the last 12 years, I've been proudly serving in the U.S. Navy Reserves. I have served on the Korean Peninsula to confront communist threats, and I also served in the Middle East to uh, combat the terrorist group ISIS. And very proud uh, of my service and really excited to present my candidacy to the, the audience of SBTN. Well, thank you, sir. Uh, um, uh, Tran uh, là, tên là, tên Phi. tôi là một thiếu tá lực lượng dự bị hải quân của hạm đội số 7, là là một ủy viên của đại học cộng đồng à, chủ danh duyệt ngõ và là con trai của một gia đình di dân của người Đài Loan à, tôi đã từng theo học các trường công lập tại địa phương à, và đã được học bổng vào trong trường đại học Harvard và sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi gia nhập một công ty tư vấn chiến lược toàn cầu à, nơi ông à, nơi tôi đã làm việc với các doanh, doanh nghiệp à, trong danh sách Fortune 500. sau đó tôi trở về nhà và bắt đầu doanh, à, một kinh doanh mở cái công, công ty địa ốc của riêng mình. À, trong thời gian từ năm 2010, tôi đã từng phục vụ uh, trong dự, uh, lực lượng dự bị Hải quân Hoa Kỳ. Tôi đã từng đối mặt với các mối đe dọa từ Cộng sản trên bán đảo Triều Tiên và lãnh đạo một đội tình báo để đối đầu với nhóm ISIS là nhóm khủng bố ở vùng Trung Đông. Đó là một cách gắn gọn về tiểu sử của ông Jae Chang, kính thưa quý Right now, I would like to ask you the second question. Um, Why do you decide to run for this position in the uh, district, uh, the 45th district? Yeah, so the 45th congressional district is actually one of the most diverse districts in California. It stretches from Brea in the north all the way down to Little Saigon in the south, and it has large numbers of Vietnamese, Taiwanese, Filipino, Korean um, uh, communities. Very large numbers, about 37% Asian. And it actually has the largest Vietnamese population in all of California. And I'm running for Congress because Congress simply is broken, you know, it has not been working for everyone. We have too many career politicians like Michelle Steele. Instead of trying to work on solutions for the people, all they're doing, they are working for the special interests that power their campaigns. And Michelle Steele's taken over half a million dollars in special interest money and has consistently voted against the interests of this district. There's so much that we need to work on. And what I love about being a part of the military is you don't talk about politics. You don't care about who is Democrat or Republican. You work together to accomplish the mission, and we need more of that in Congress. Vâng, à, trước khi bà tiếp tục thì thắng sẽ được à, tóm tắt cái câu hỏi cũng như tóm tắt cái câu trả lời của ứng cử viên Jay Chang. À, kính thưa giả từng đang có hỏi là xin ông giới thiệu một chút xíu về đề hạt 45 quốc Quốc Hội Hoa Kỳ và tại sao ông quyết định tranh cử vào trong cái uh, trong cái đề hạt này. Thì ông Jay Chang cho biết cái đề hạt 45 nó uh, đi từ thành phố Brea ở phía bắc của lưu ra Sài Gòn ở phía tới phía Nam ở trong cái khu vực này có 37% là người Mỹ gốc Á với đa số là người Việt Nam kính thưa quý vị trong đó còn có người Trung Quốc người Hàn người Hàn Quốc người Nam Á người Philippines và đây ở khu vực này là có một cái một cái tỷ lệ là dân số Việt Nam đông nhất ông quyết định ra tranh cử trong các khu vực 45 là vì Washington hiện tại đang bế tắc khi mà cộng đồng của chúng ta đang vật lộn với giá cả tăng cao các dịch các chính trị gia chuyên nghiệp như trường hợp của Michelle Steele chỉ quan tâm đến việc phục vụ cho bản thân và các nhóm lợi ích đặc biệt của họ hơn là phục vụ cho những cư dân ngay trong khu vực của mình, đặc biệt là những người lao động đã bầu lên cho họ. Và ông Jay Chang cho biết là trong hải quân, đó người ta không coi trọng đảng phái, bạn là đảng viên hay dân chủ, mọi người cùng nhau hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ và cho đó là lý do tại sao mà ông Jay Chang muốn ra tranh cử để nếu thắng được sự phục vụ cho quyền lợi của cư dân của đại đề hạt 45 chứ không phải phục vụ cho các nhóm lợi ích mà đã đóng góp tiền bạc như trường hợp bà Michelle Steele đã nhận hơn 500 000, hơn 500.000 Mỹ kim từ các nhóm uh, coi những nhóm uh, quyền lợi và cuối cùng đi phục vụ cho những nhóm này thay vì phục vụ cho những người dân lao động. Uh, my next question to you is uh, what are the important issue um, that you think the constitution in 45th district, 5 45th 45 district should uh, pay attention During the election? Yes, well, I wanna say that I'm the proud father to two little boys, and I'm just so grateful that my wife was healthy, that our pregnancies were planned, and that we had the resources to be able to provide for our children. Um, I hope that nobody ever has to um, consider an abortion. Certainly, we never did. But the decision about whether or not um, you should give birth, that belongs to the mother. The doctor and your faith leader. The government simply should not be involved. And um, I just think it's appalling that extremist politicians like Michelle Steele want government intervention in our private lives. You know, in communist China, they decide whether or not you're going to have a family. We should not have that kind of intrusion in our uh, private lives. And Michelle Steele is so extreme, she wants um, to ban those types of decision making, even if. Um, you know, there are instances of incest or rape, or the life of the mother is in danger. She's um, put forth bills that eliminate all of those types of uh, exemptions. And that's just wrong. We need to preserve our freedoms. The other thing I want to mention is that uh, gun violence, to me, it's been really devastating. You know, we have active shooter drills in our classrooms. And even after we had that shooting that took place in Laguna Woods in Orange County, even after the Uvalde school shooting, Politicians like Michelle Steele refuse to vote for bills that would make us safer, like universal background checks—things that even gun owners uh, agree with. Now, I'm in the military; I am a sharpshooter with an M4 assault weapon, and I know that these weapons of war simply do not belong on our streets. And I want to fight to make sure that our kids uh, stay safe and that we can uh, make sure that when we send our kids to school, that they return safely. If, uh, một cách uh, tóm tắt tổng quát những gì mà ông ứng cử viên Jay Jay vừa mới trình bày. Đã đang hỏi là những vấn đề quan trọng mà cử tri ở quận 45 cần lưu ý trong cuộc bầu cử này, thì ông uh, Jay Cheng cho biết rằng là ông rất vui khi được làm cha của hai hai cậu con trai nhỏ và ông rất biết ơn vì và ông khỏe mạnh và để mang thai và đã có một cái nguồn lực để mà chăm sóc cho con cái của mình và ông hy vọng rằng không ai phải đưa ra một quyết quyết định phá thai nhưng nếu họ phải đối mặt với những quyết định rất là khó khăn à, Thì đó là một quyết định giữa người phụ nữ và người, vị bác sĩ của người phụ nữ đó Chứ không có ai có quyền can thiệp kể cả vấn đề chính phủ Những người chính trị gia như bà Michelle Steele Kính thưa quý vị không nên ép người phụ nữ phải sinh con à, Sự kiểm soát của chính phủ đối với cơ thể của chúng ta là hoàn toàn sai Đó là những gì họ đã làm ở Trung Cộng Chúng ta không được phép tước bỏ các quyền của người phụ nữ ở Hoa Kỳ Bà Michelle Steele muốn có lệnh cấm phá thai của liên bang không có ngoại lệ kể cả trường hợp gọi là bị hãm hiếp hoặc là loạn luân và bà ta quá cực đoan cho địa hạt về kính tế giám Ngoài ra ông J. Chan cũng có nói nói về vấn đề bạo lực súng đạn. Ông nói là hiện tại cộng đồng của chúng ta đang bị tàn phá bởi bạo lực súng quẹt, súng đạn. Với tư cách là người cha của hai đứa con trai, ông rất là lo lo sợ khi mà con của ông phải trải qua những cuộc thực tập đối phó với súng nổ ở trong trường không có một quốc gia nào trên thế giới này xem điều này là điều bình thường cả kinh tế giảm dạ. ngay cả sau vụ thảm sát ở trường trung à, trường tiểu học Ovadi và vụ thảm à, thảm sát súng ở nhà thờ Wood cách đây không lâu bà Michelle Steele vẫn bỏ phiếu chống lại việc kiểm tra lý lịch phổ quát và chống cải cách cái vấn đề súng đạn đã giúp chúng ta an toàn hơn ông Jay Chang, ứng cử viên từng đã đi hiện tại vẫn nằm vẫn là một quân đội sĩ um, quan dự bị trong quân đội Hoa Kỳ đã từng bắn súng rất giỏi với khẩu súng gọi là M4. Nhưng ông nói rằng những vũ khí đó là vũ khí của chiến tranh và những cái vũ khí đó không có nằm có chỗ đứng trên đường phố của chúng ta. Vâng, à, cái câu hỏi kế tiếp thì nó muốn hỏi là nếu chiến thắng và trở thành dân biểu Hoa Kỳ của địa hạt 45, ông sẽ làm gì cho địa hạt, đặc biệt là cho cộng đồng của người Việt? My next question to you is, um, What, if you win and become the uh, the congressman for the 45th district, what will you do for uh, to, uh, for the uh, people of in the 45th district, especially in the vietnamese community in little saigon? well, um, i want to say the vietnamese community here in little saigon really makes this district what it is. the contributions uh, to our culture, to our uh, to our civic life is just phenomenal, and I want to make sure that more Vietnamese are able to become citizens. And so, even with this campaign, we currently have a citizenship workshop uh, where we are coaching um, immigrants on the immigration process, helping them with their interviews, giving them tips on how they can make it through uh, the interview system. And we have heard that sometimes that interview system can be uh, very challenging, sometimes it even seems unfair the types of questions that are directed. At Vietnamese immigrants. And I've already sent letters to local members of Congress asking them to make sure that the immigration process is fair and that the Vietnamese immigrants who want to become citizens have the full opportunity uh, to do so. Uh, and the, on the subject of, of discrimination, I also want to make sure that we stamp out anti Asian hate. We have seen a rise in anti Asian hate, and um, we have also seen a rise in crime uh, targeting. Um, the Asian American community. So I want to make sure we focus on that, and then finally, we have to make sure that we tackle inflation and make sure that our small businesses, which are the lifeblood of our community, have a chance to succeed. Got to go after the price gougers, but also make sure that we cut the red tape and uh, make sure our, our small businesses uh, can be successful. Yeah, thank you, sir. Vâng à, kính thưa quý vị, câu trả lời của ông uh, ứng cử viên uh, cho biết là ông muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người dân, uh, ở Việt Nam chúng ta sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ à, văn phòng của ông hiện đang tổ chức các buổi trợ giúp đi, uh, thi quốc tịch miễn phí hướng dẫn cho các cư dân gốc Việt của chúng ta trong cộng đồng phỏng vấn để xin gia nhập quốc tịch à, chúng tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về việc uh, một số nhân viên phỏng vấn uh, làm khó khăn cho cư dân gốc Việt với tư cách là một dân biểu thì ông sẽ bảo đảm rằng quá trình không phỏng vấn không phải công bằng cho tất cả mọi người và ông cũng sẽ giải quyết các vấn đề lạm phát và bảo đảm các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta có thể thành công và cư dân của chúng ta đều cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố à, và con cái đến trường và ông sẽ tranh đấu để cải thiện sự an toàn công cộng và đối đầu với sự kỳ thị của người, đối với người châu Á và ngoài ra thì cũng à, ông nghĩ rằng ông à, ông cho rằng ông sẽ trừng phạt những cái công ty dầu mỏ mà đang tham lam à, đang nâng giá dầu lên để mà bọn rút tiền của người dân. Bà Michelle Steele à, đã bỏ phiếu chống lại dự luật cấm nâng giá, nâng giá trục lợi vì các công ty dầu mỏ đã tài trợ cho bà hàng chục nghìn đô la kính thưa quý giả và ông sẽ luôn luôn sát cánh với người dân ở địa hạt 45 không phải với những tập đoàn giàu có đó mà với quyền lợi của những cư dân ở trong khu vực 45. À, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, đáng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại truyền hình SPTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Chào vừa rồi phần thông tin thương mại đại truyền hình SPT xin được trở lại quý gia trong phần à, uh, tiếp tục nói chuyện với ứng cử viên ở địa học 45 à, uh, ông Jay Chang. À, uh, trước khi trở lại thì tôi cũng xin nhắc thêm à, uh, ông Jay Chang là một à, uh, ứng cử viên của địa hạt 45 là nơi cái khu vực có rất nhiều người ở Việt Nam cư ngụ chúng ta. Ông là một thiếu tá lực lượng dự bị hải quân Hoa Kỳ đã phục vụ trong hàm đội 7 trong thời gian vừa qua và ông trong lớn lên tại California uh, là con của một gia đình uh, người di dân từ Đài Loan đã đạt được đã đã đạt được cuộc học bổng đi học đại học Harvard và sau đó thì gia nhập lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, dự bị Hoa Kỳ và phục vụ ở tại Triều Tiên uh, và cũng như phục vụ ở tại vùng Trung Đông và uh, next well, next my next question to you is um, đa số cộng đồng của người Việt không ủng hộ việc sở hữu vũ khí tấn công ông ủng hộ việc này hay chống việc này Uh, sir, the majority of the Vietnamese community do not support the ownership of uh, as a weapon. Do you support or against it? So, uh, I completely agree with the Vietnamese community. There is no need for individual ownership of weapons of war that are designed to destroy human bodies. You cannot go hunting with an assault weapon. You cannot go hunting for quail uh, with an assault weapon. And if you truly have this desire to fire, a weapon of war, an assault weapon, then I would invite you uh, to join the Navy as I have done. And then you can fire these weapons. Vâng, uh, câu trả lời của ứng viên Jay trang là ông phản đối việc sử dụng uh, sở hữu cái vũ khí tấn công. Ông nói rằng là chúng ta không cần súng tấn công để mình đi săn bắn. Chúng ta không thể bắn một con chim bằng cái vũ khí tấn công được. Những cái vũ khí này là vũ khí chiến tranh được sự được đi được thiết kế ra để mà coi như là hủy hoại cơ thể của con người rất là nguy hiểm cho nên ông phản đối cái việc này ông nói nếu mà thật sự chúng ta muốn sở hữu những vũ khí tấn công đó thì ông đề nghị để chúng ta nên gia nhập hải quân Hoa Kỳ để chúng ta có thể vừa phục vụ đất nước mà vừa có thể sử dụng những vũ khí tấn công đó chứ không có nên có những vũ khí tấn công đó trên đường phố dân sự của cộng đồng của chúng ta Yes, um, what my next question xin được đặt câu hỏi kế tiếp cho ứng cử viên Jay Chang Nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam luôn là vấn đề quan trọng của cộng đồng của người Việt tại Little Sài Gòn. Nếu là dân biểu liên bang, ông có thể làm gì để ủng hộ nhân quyền dân chủ cho Việt Nam? Human rights and democracy for Vietnam are always important issue for the Vietnamese community um, in, and in Little Saigon. If you are the U.S. representative, what can you do to support human rights and democracy um, in Vietnam? Yes, thank you for that question. My parents Fled Taiwan, they left Taiwan when it was under authoritarian rule, under martial law. They came to the United States in pursuit of freedom and prosperity. And I am very proud today to be wearing the uniform uh, of a service member so that I can also help to defend our country, our country's democracy, and promote uh, the great ideals of this country. And in Congress, I hope to serve on the Foreign Affairs Committee. So, that we can shine a light on human rights abuses that are happening in countries such as Vietnam and in China. We just saw recently China's aggressive actions uh, around Taiwan. That happened while my parents were in Taiwan. They only recently returned. Now, instead of confronting these types of issues, Michelle Steele, what does she do? She provides government proclamations to the communist Vietnamese government, celebrating the communist Vietnamese government. Meanwhile, Michelle Steele's husband, was exposed by the wall street journal for inviting communist party officials chinese communist party officials to republican strategy meetings and you just gotta wonder how was he compensated for bringing these communist chinese officials into republican strategy meetings what did he get out of that so i think those are some of the issues that we have to confront and it's just really clear to me that michelle steele consistently is trying to side with a special interest instead of working towards the interests of the Vietnamese people and working families. vâng, thưa Thắng xin được tóp các câu trả lời của ứng cử viên Jay Chang. À, kính thưa giả, ông nói rằng cha mẹ của ông rời Đài Loan khi quốc đảo còn nằm dưới sự cai trị của độc tài Cộng sản. Nhờ vậy mà họ đã có được tự do và thành công ở Hoa Kỳ. Ông tự hào đã phục vụ cho đất nước của mình, tức là đất nước Hoa Kỳ và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta trong quân phục của quân đội Hoa Kỳ. Ông nếu được thắng cử và tại quốc hội, ông hy vọng sẽ được phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện và chú ý đến các vấn đề vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở nước ngoài kể cả ở Trung cộng và ở Việt Nam. Thay vì giải quyết những vấn đề này, thì bà Michelle Steele, là đối thủ của ông, đã vinh danh Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ trong các bà bà Michelle Steele là ông Sean Steele đã mời các quan chức Đảng Cộng sản Trung cộng tham dự các buổi họp chiến lược của Đảng Cộng hòa. Ai biết được họ đã được trả bao nhiêu tiền để sắp xếp cho những cuộc gặp gỡ như vậy? Bà Michelle Steele còn có thành tích là chỉ phục vụ cho những nhóm à, lợi ích đặc biệt trong đó. Trong khi đó, ông đại diện cho những cử tri phục vụ cho quyền lợi của họ. Đó là chưa kể cái việc mà ông Sean Steele là cái người mà đã đưa những người Trung Cộng qua đây tham dự những buổi họp chiến lược của Hoa Kỳ mà chính tờ Wall Street Journal, kính thưa Tờ Wall Street Journal là một tờ báo cực hữu của ông Robert Murdoch là chủ của tờ Washington và cũng chủ luôn của tờ Fox News đã phanh phui cái vụ này và cho biết chính đảng cộng hòa đã ra lệnh trong ông và chấm dứt ngay các hành động này nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín của đảng cộng hòa lúc bây giờ vào năm 2020 khi vào năm 2016 khi các cuộc bầu cử đang diễn ra dưới thời ông Trump kính thưa quý giả à, cái câu hỏi kế tiếp thì anh xin được hỏi ông ứng cử viên Jay Steel là we are almost running out of time, so what is the last message that you want to tell the vietnamese community? so my last message to the vietnamese community is to please vote. there's so much on the line in this election. it's not just to vote to protect our freedoms, but it's also to vote to protect our democracy. and when it comes to our freedom, we need to vote for a future where you have the freedom to make your own decisions about what you want to do with your body, the freedom, Knowing that if you send your children to school, you have freedom of fear, knowing that your children will come back home safely. I think that's what's important. But also, democracy is on the line. And my parents, they came to the United States because the United States is a democracy. So many people, including the Vietnamese community, value this country because of the democratic system. But we came so close uh, to losing that democratic system. There was an attempt to overthrow our government. We have extremists that are trying to overturn democracy and unfortunately Michelle Steele time and time again has denied the legitimacy of the election and has sided with the extremists from day one she's shown that she sides with the extremists not with the working people I will always side with the Vietnamese people with the working people and with the constituents of this district chúng điều quan trọng cộng đồng người Việt Nam là cần đi bỏ phiếu. đông đủ trong cuộc bầu cử này và cuộc bỏ phiếu không chỉ để bảo vệ quyền tự do của chúng ta mà bỏ phiếu cho bảo vệ cho nền dân chủ của hoa kỳ quyền tự do của chúng ta đang gặp nguy hiểm quyền tự do đang đưa, được đưa ra quyết định về cơ thể của người phụ nữ mà không có sự can thiệp của chính phủ và, đưa, và tự do đưa con bạn đến trường mà không phải lo lắng về sự an toàn của chúng và kính thưa ông, nhà, ông jay Chang còn nói thêm rằng nền dân chủ của chúng ta đang rất là gặp nguy hiểm Chúng ta đã thấy rằng tất cả những gì đã xảy ra vào ngày bạo loạn ngày 6 thì tự nhiên khi nền dân chủ của Hoa Kỳ, nền cộng hòa của Hoa Kỳ xé một chút nữa đã bị lật đổ bởi những kẻ mà đã ủng hộ cho cực đoan. Giống như nhiều người di dân Việt Nam thì ông cho Trang cho biết là cha mẹ của ông đến Hoa Kỳ để sống trong một nền dân chủ. Nhưng những kẻ cực đoan này muốn lật đổ nền dân chủ vào ngày 6 tháng 1 và lật đổ luôn cả ý chí của người dân qua lá phiếu của cục cuộc bầu cử 2020. Điều này hoàn toàn sai và mà bà Michelle Steele cũng đang đứng về phía những kẻ cực đoan đó. Còn tôi, cá nhân Jay Chen, luôn luôn đứng về phía người dân để bảo vệ quyền lợi của người dân. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thang. Is there anything else you would like to add? I'm just really uh, excited to have this opportunity to represent uh, the wonderful people of Little Saigon. And I really hope that you give me an opportunity to represent you as a son of Taiwanese immigrants, um, as someone who grew up in this community, and as someone who values service, uh, military service, as many in the community do. I feel like I have a lot to offer, and I really hope to uplift uh, the, the Vietnamese community. <laughs> phục vụ cho cộng đồng của người Việt chúng ta và hy vọng rằng là lá phiếu của người Việt sẽ bầu cho ông và ông sẽ làm việc hết mình để bảo vệ cho quyền lợi của người Việt và người dân chúng ta bảo vệ cho nền dân chủ của chúng ta và cũng như bảo vệ tất cả sự an toàn của chúng ta và ông nghĩ rằng là ông là cái người có khả năng làm điều đó như đã ông đã từng phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ để bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ và đó là cái điều ông rất mong muốn cái sự ủng hộ của cộng đồng của người Việt của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả của SBTN và thank you very much for coming to our show. Thank you sir. Thank you. And good luck. Thank you.